Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 25 tháng 3, chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cùng với cho ý kiến vào từng nội dung các dự thảo xây dựng luật, nghị quyết, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên chính phủ, nhất là các bộ, ngành, chủ trì, xây dựng, rà soát lại nội dung các dự thảo luật, nghị quyết nhằm bảo đảm tính phù hợp với thể chế và thể chế hóa tối đa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về các vấn đề liên quan, tính đồng bộ, phù hợp giữa các luật, nghị quyết với các luật, quy định đã ban hành, tránh xung đột, mâu thuẫn. Đặc biệt, các luật, nghị quyết phải khai thác tối đa nguồn lực của đất nước, tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tránh xin cho. Ngày 26 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng nhấn mạnh việc thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc cái chuyển đổi số này được. Chuyển đổi số là một yêu cầu khách quan, là một lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu. Trong cái phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số, chính phủ số của chúng ta. Và cái trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là phải tiên phong, là phải xung kích. Cái xung kích thứ nhất là xung kích trong quá trình nâng cao nhận thức và vai trò vị trí của chuyển đổi số trong sự phát triển của đất nước chúng ta. Cái xung kích thứ hai là xung kích trong xây dựng và hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số. Cái xung kích thứ ba là xung kích trong cái việc thúc đẩy phát triển cái hạ tầng số của chúng ta. Cái xung kích thứ tư là cái xung kích trong cái đào tạo nguồn nhân lực, không thể thiếu nhân lực được. Và cái xung kích thứ năm là cái xung kích đổi mới, sáng tạo, lập nghiệp và khởi nghiệp và văn hóa số. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị thanh niên Việt Nam phải có 6 khát vọng: khát vọng đóng góp, cống hiến, khát vọng học tập, rèn luyện, khát vọng đổi mới, sáng tạo, khát vọng lập thân, lập nghiệp, khát vọng hội nhập phát triển, khát vọng đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền tạo mọi điều kiện cho đoàn và thanh niên phát triển đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sứ mệnh của mình, xử lý kịp thời các kiến nghị, có cơ chế chính sách ưu tiên phù hợp, hỗ trợ đoàn và thanh niên khi gặp khó khăn, nhất là những đối tượng yếu thế. Các tổ chức chính trị xã hội phải phối hợp, hỗ trợ đoàn thanh niên tạo sức mạnh tổng hợp. Trước đó vào chiều ngày 25 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho khẳng định Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam nhằm phát huy tối đa tiềm năng to lớn giữa hai nước. Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam, thúc đẩy Quốc hội các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam, Liên minh châu Âu, EVIPA và tin tưởng EVIPA sẽ giúp doanh nghiệp mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khu vực. Chiều ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp và có cuộc làm việc với ông Fujimoto Masayoshi và ông Hiodo Masazuki, đồng chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Kaidanren, cùng lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của Kaidanren sang Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1 của sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối chính sách xuyên suốt, bao trùm một cách ổn định, lâu dài, hiệu quả, bền vững, cho biết đã thành lập tổ công tác về cải cách hành chính do trực tiếp Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng. Thủ tướng đề nghị Kaidanren và các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường
kết nối kinh tế giữa hai nước, mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực ưu tiên nêu tại tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Cũng trong chiều ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Caroline Thurst, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. Chúc bà Caroline Thurst thành công trên cương vị mới và tiếp tục có những đóng góp hỗ trợ cho quan hệ hợp tác phát triển World Bank Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ mong muốn đón Chủ tịch World Bank thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác giữa World Bank và Việt Nam phát triển thiết thực, hiệu quả hơn. Đề nghị World Bank tài trợ vốn cho Việt Nam tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh, phát thải carbon thấp, ứng phó với biến đổi khí hậu. Coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của mình, bà Caroline Thurst cho biết, dù ở vị trí, cương vị, công tác nào, bà cũng luôn ủng hộ Việt Nam, mong muốn trở lại Việt Nam để được chứng kiến những thành quả Việt Nam sẽ đạt được trong thời gian tới. Sáng ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, ban chỉ đạo, chủ trì họp phiên thứ 10 của ban chỉ đạo. Theo Thủ tướng, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, yêu cầu cao, thời gian có hạn. Các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phát huy tinh thần vì nước, vì dân để hành động. Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương, các chủ thể liên quan phải nỗ lực đạt 6 điểm hơn, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ nhiều hơn, bảo đảm tiến độ thi công nhanh hơn, kịp thời hơn, chất lượng các dự án công trình phải tốt hơn, kỹ thuật, mỹ thuật, công nghệ phải cao hơn, phù hợp hơn. Các địa phương phải xử lý các vấn đề liên quan, giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, đường hậu cần, các công trình kỹ thuật cho các dự án nhanh hơn, hiệu quả hơn, làm tốt hơn việc xử lý môi trường, ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị tác động bởi các dự án. Chiều ngày 28 tháng 3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đã chủ trì cuộc họp toàn thể của Hội đồng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan thường trực của Hội đồng nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời ra soát hoàn thiện khung khổ pháp lý, các cơ chế chính sách liên quan đến thị trường vàng để phát triển thị trường vàng minh bạch, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Một quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phát triển đường sắt tốc độ cao để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong xu thế chuyển đổi xanh hiện nay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh điều này khi chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia vào ngày 26 tháng 3. Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tác động của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đến nền kinh tế, cho thấy dự án có thể đóng góp khoảng 1 điểm phần trăm tăng trưởng GDP mỗi năm trong giai đoạn 2025-2037. Phó Thủ tướng lưu ý phải giữ các nhà ga trung tâm ở các đô thị lớn mang tính biểu tượng, đồng thời bảo đảm hành lang an toàn bằng cách kết hợp với tuyến đi trên cao, đi ngầm. Bộ Giao thông Vận tải cần làm rõ các hiệu quả kinh tế, công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao kết hợp vận tải hành khách với hàng hóa trên thế giới, phương án huy động nguồn vốn, phân kỳ đầu tư, mô hình tổ chức bộ máy quản lý, vận hành đồng bộ, thống nhất. Sáng ngày 27 tháng 3 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Marie Shapiro, Phó Chủ tịch Liên minh Tài chính Glasgow vì mục tiêu giảm phát thải dòng khí nhà kính bằng không. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã có những dự án chuyển đổi năng lượng cụ thể như tăng công suất các nhà máy thủy điện kết hợp với điện mặt trời, điện gió, phát triển điện sinh khối, thực hiện trung hòa carbon, chuyển đổi giao thông xanh, giảm phát thải khí methane trong 1 triệu hecta lúa, phát triển 5.000 MW điện mặt trời áp mái và cần hỗ trợ về tài chính để sớm được triển khai. Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn được trợ giúp về kỹ thuật, chuyên gia trong xây dựng hoàn thiện thể chế, chuyển giao công nghệ, đánh giá tính khả thi của các trung tâm năng lượng điện gió ngoài khơi. Chiều ngày 27 tháng 3 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã làm việc với nhóm 6 ngân hàng phát triển sau khi ông được Thủ tướng phân công làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.
Phó Thủ tướng nhận định rằng để triển khai một dự án ODA, đòi hỏi Việt Nam phải cùng lúc thực hiện hai bộ thủ tục để một mặt đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ, mặt khác phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, có sự khác biệt giữa quy định của các nhà tài trợ với pháp luật Việt Nam, vô hình chung trở thành trở ngại lớn cho Việt Nam. Vì thế, hai bên cần phối hợp chặt chẽ để chia sẻ, thấu hiểu và cùng nỗ lực hài hòa thủ tục, để hai bên cùng thắng khi rút ngắn được thời gian chuẩn bị và triển khai các dự án. Cũng trong chiều ngày 27 tháng 3, tiếp đoàn nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ do bà Kirsten Gillibrand, chủ tịch tiểu ban các mối đe dọa mới nổi thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ làm trưởng đoàn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các nghị sĩ Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ để chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao. Phó Thủ tướng mong muốn hai bên hợp tác thực chất, sâu rộng trên các lĩnh vực tương xứng với tầm cao của khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới giữa hai nước, góp phần giúp Việt Nam phát triển nhanh, thu hẹp khoảng cách với các nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 27/CDTTG ngày 28 tháng 3 năm 2024 về việc khẩn trương hoàn thiện ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ, trong đó có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ. Để kiểm soát bệnh lao nhằm đạt được các mục tiêu của chiến lược phòng chống bệnh lao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 25/CDTTG vào ngày 25 tháng 3 năm 2024 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh lao. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai chủ động hiệu quả chiến lược quốc gia phòng chống bệnh lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống bệnh lao là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo củng cố năng lực hệ thống khám chữa bệnh công lập và tư nhân, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh lao, trong đó có gắn kết với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kiện toàn nâng cao năng lực hệ thống cơ sở phòng chống bệnh lao trên địa bàn. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến các hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.